Năm mới thì mình mong là đầu tiên là sẽ giảm cái Covid này đi á. Tiền tài mình cũng muốn nhưng mà sức khỏe thì cái đầu tiên. Con phải làm ổn định trở lại. Chắc là con đường học tập thì nó sẽ thuận lợi hơn. Đó. Em ra trường đúng hạn. Kinh tế nó phát triển trở lại thì cuộc sống của mọi người nó mới quay trở lại như cũ được. Cùng đồng lòng chung sức đảm bảo an toàn xã hội. Gia đình mạnh khỏe bình an. Mình muốn là tạo nhiều sản phẩm cho năm mới. Con mong bố mẹ luôn khỏe mạnh. Con mong là hết dịch được đến trường nghe cô giảng bài ạ. Con cháu học hành tiến bộ. Là có nhiều sức khỏe với kiếm được nhiều tiền. Công việc thuận lợi, gia đình nhiều sức khỏe đấy đâu. Mong muốn là hết dịch mà được đi đến trường ạ. Con muốn bố mẹ khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi ạ. Cái vấn đề môi trường của Việt Nam và cũng như là trên thế giới nó cũng sẽ phần nào đấy được cải thiện nhiều hơn ạ. Và cuộc sống nó tốt lên. Mọi người có cuộc sống yên ổn, luôn luôn mạnh khỏe. Năm vừa rồi là một năm khó khăn. Cũng mong muốn là trong cái năm 2022 này thì dịch bệnh được qua mau và tất cả mọi người được bình an, được sống một cuộc sống bình thường như mọi khi thôi. Cuộc sống nó sẽ tươi đẹp hơn. Có cuộc sống bình thường mới. Cho đất nước thì thanh bình này, muôn dân thì an khang này, người người đoàn kết, trời thì bốn mùa, mưa thuận gió hòa này. Cầu mong là mọi sự an lành cho năm mới, cho gia đình mình và cho tất cả mọi người trong xã hội.